Chào Nị, hôm nay á, cô đọc được bài báo này dễ thương lắm nha. Nị có thấy mấy chuyến xe buýt hay chạy trong thành phố không? Có một chuyến xe số 146 của hai chú Tuyền và chú Sang. Thì hồi dịch á, xe cũng vắng khách nên hai chú mới quyết định là sẽ trang trí lại xe buýt bằng gì Nị biết không? Bằng thú bông đó. Thì nhờ vậy á, mà xe của mấy chú được nhiều người thích lắm, nhất là mấy bạn nhỏ. Mấy bạn còn đặt tên cho xe của mấy chú là xe thú bông. Dễ thương ghê ha. Quay lại bài học cũ thôi, chuyện lớn nhỏ gì chỉ cần mình cố gắng làm tốt hết sức thì cuối cùng rồi cũng sẽ có kết quả tốt thôi. Một chiếc xe buýt bình thường thì đâu ai nghĩ tới chuyện làm cho nó đẹp hơn đâu. Nhưng mà mấy chú vẫn có thể làm cho nó vui vẻ và dễ thương hơn được. Nhờ vậy mà giờ xe của mấy chú được rất nhiều người thích và rất nhiều người đi xe của mấy chú đó. Bữa nào Nị có thể đi thử xem sao nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.